Vâng, xay lúa và giã gạo là những dụng cụ lao động rất quen thuộc của đồng bào Bắc Bộ và Tây Nguyên ta ngày xưa thường làm. Ngày nay, những dụng cụ lao động này không còn nữa. Nhưng hôm nay trên sân khấu xiếc, hai chú khỉ đang tái hiện lại những hình ảnh lao động rất quen thuộc của cha ông ta ngày xưa. Và trên nền nhạc tiếng chày trên sóc mò bò, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay theo nhịp nhạc để cổ vũ cho hai chú khỉ. Vâng, hai chú khỉ đang rất chăm chỉ xay lúa và giã gạo. Vâng, như vậy là màn biểu diễn của hai chú khỉ đã kết thúc. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một động tác còn phức tạp hơn rất nhiều. Vâng, đây là một động tác đòi hỏi sự khéo léo và sự tập trung cao độ của chú khỉ. Chỉ cần một sơ suất rất nhỏ thôi thì động tác này sẽ không thành công. Vâng, động tác biểu diễn khỉ thăng bằng trên cơ lăn và bắt đến tổ vận. Rất khéo léo và chính xác, chú khỉ đang thăng bằng rất chính xác trên chiếc con lăn. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để dành tặng cho hình tượng đặc biệt này. Và ngay sau đây sẽ là đồ vật đầu tiên, đó là chiếc vòng. Chiếc vòng đã được chú khỉ cầm trên tay. Vâng, như tôi đã nói ngay từ ban đầu, chỉ cần một sơ suất rất nhỏ thôi thì động tác này sẽ không thành công. Nhưng không sao, chú khỉ sẽ kiên trì thực hiện lại động tác này. Rất chính xác, vòng đã được đeo vào cổ. Tiếp theo là một chiếc mũ tí hon. Vâng, mũ thì để đội lên đầu che nắng che mưa. Một hình ảnh rất đẹp, một tràng vỗ tay để dành tặng cho sự khéo léo và thông minh của chú khỉ. Nó chạy xe đạp. Vâng, và ngay sau đây chúng ta cùng đến với một cuộc đua. Một cuộc đua có một số hai, đó chính là cuộc đua xe đạp của những chú khỉ. Chú khỉ nào đi nữa? Và thời gian cuộc đua đã được chính thức bắt đầu, lên xe. Vâng, đã có hai cái đua tham gia được cơ biệt đặc biệt này. Vâng, như vậy là đang có sự cố đối với tay đua mặc áo màu vàng với chiếc xe của mình. Vâng, hai tay đua của chúng ta đang bám đuổi nhau rất quyết liệt, đang miệt mài bám đuổi nhau ngay trước mắt chúng ta. Và như vậy là tay đua mặc áo màu vàng đã vào cuộc. Dẫn đầu đoàn đua trong lúc này đó chính là tay đua mặc chiếc áo màu đỏ, đi chiếc xe đạp màu đỏ, anh đang khoảng với một tốc độ rất nhanh. Như vậy là đã có sự cố xảy ra đối với chiếc xe đạp của tay đua mặc chiếc áo màu vàng. Các kỹ thuật viên của chúng ta đang điều khiển, đang điều chỉnh chiếc xe. Và tay đua mặc chiếc áo màu vàng sẽ nhanh chóng vào chặng đua của mình. Dẫn đầu đoàn đua trong lúc này đó chính là tay đua mặc chiếc áo màu dàn di, anh đang phóng một tốc độ rất nhanh và bỏ xa các đối thủ của mình. Một đường đua có 102 và chúng ta cũng quên dành một tràng vỗ tay để dành tặng cho đường đua đặc biệt này. Cuộc đua sẽ làm của những chú khỉ chặng đua Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là tay đua mặc áo màu vàng đã vào cuộc. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để dành tặng cho tay đua mặc áo màu vàng. Anh rất cố gắng tham gia đường đua đặc biệt này. Vâng, một đường đua có 102 đó chính là cuộc đua xe đạp của những chú khỉ. Và thời gian cuộc đua vẫn còn rất dài, thời gian cuộc đua vẫn còn rất dài và các tay đua của chúng ta cũng đang bám đuổi nhau rất quyết liệt. Tay đua đi chiếc xe đạp màu đỏ vẫn đang dẫn đầu đoàn đua bỏ xa các đối thủ của mình. Và tay đua mặc chéo màu vàng, mặc dù tham gia đoàn đua vào sau đôi nhưng vẫn đang rất cố gắng bám đuổi các tay đua đi ở phía trước. Và không biết tay đua nào sẽ giành chiếc áo vàng chung cuộc trong buổi tối ngày hôm nay. Như vậy là tín hiệu kết thúc chặng đua của trọng tài đã được vang lên. Và về đích đầu tiên thật bất ngờ đó chính là tay đua đi chiếc xe đạp màu xanh. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để dành tặng cho nghệ sĩ Quốc Trường.